Xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Quyền đây. Hôm nay mình sẽ làm món cơm rang thập cẩm các bạn nha. Để làm được món cơm rang thập cẩm thì cần phải có nguyên liệu như sau nhé các bạn nhá. Trứng này, hành hoa này, cà rốt này, hành tây này và xúc xích này. Cái xúc xích này trẻ con là mình là thích ăn nên là mình sẽ cho nhiều hơn nhá. Còn nếu các bạn nào thích ăn cái khác thì các bạn cho những cái khác vào, tại vì là cơm rang thập cẩm mà. Còn cái quan trọng nhất của món cơm rang là cơm các bạn nhé, thiếu cái thành phần này là không làm nên được món cơm rang đâu đấy. Xúc xích vào đảo lên cho nó chín xúc xích nữa. Cái xúc xích này là nó là khó chín này, nên là phải thái nhỏ ra, đảo đều lên. Cái xúc xích đã chín rồi thì cho hành tây vào nhá. Hành tây. Cà rốt này. Đảo đều tay nhé. Ai mà ăn được hạt tiêu thì cho ít hạt tiêu vào nhé các bạn nhé. Nhưng mình là mình ăn được hạt tiêu nên sẽ cho ít hạt tiêu vào cho thơm nhé. Đảo đều lên cho nó săn. Khi cơm vẫn chín rồi thì cho hành hoa nhá. Cho hành hoa vào các bạn. Đảo đều lên. Đảo đều cho hành nó chín là được. Cơm cũng đã săn rồi. Khi cơm xong rồi giảm nhiệt độ bớt đi nha các bạn nhá. Bắt đầu cho nước mắm này. Cho vừa đủ nước mắm nhá, không mặn quá nhá. Một chút thôi. Một chút xíu muối nữa nhá. Đắp đều nhá. Tiếp theo là cho một chút mì chính nữa là ok. Còn nhà bạn nào mà ăn hạt lêm thì cho hạt lêm vào nhá. Nhà mình không ăn hạt lêm, ăn mì chính thôi. Nên sẽ cho mì chính thôi nhá. Rồi, xong, đảo đều lên. Cho lửa to lên nhá. Lửa to đảo đều. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với bố con mình nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Ăn thử xem ngon. Có trứng. Có trứng mà. Trứng này, xúc xích này, cà rốt này, hành tây. Con nào? Thử phát biểu cảm nhận nào. Ngon. Mỗi một từ ngon à. Cơm rang này phải ăn lúc nóng chứ là ăn mà nguội là nó hơi cứng nha các bạn nhé, nên là ăn lúc nóng là nó cơm nó mới mềm, còn nó để mà nó nguội ăn nó hơi cứng. Con ăn cay không? Đấy, chỗ này thương ớt này, con ăn đi.
Xúc xích đấy. Đã, xúc xích đi. Nói chung là cái món này thỉnh thoảng ăn một lần thôi bác ạ, ăn nhiều khô lắm. Thỉnh thoảng ăn thì cảm thấy ngon, còn ăn nhiều quá sẽ bị ngấy, tại vì nhiều dầu mỡ quá sẽ ngấy. Nếu con không ăn cái cà rốt à? Ăn đi. Có hành tây nó sẽ tạo cái độ mềm thơm, hành tây cà rốt nó sẽ có độ mềm, nó không bị khô cơm. Không có cà rốt mà hành tây cơm nó sẽ hơi khô các bạn, ăn nó sẽ khó ăn hơn. Xúc xích này. Bố biết con ăn thích ăn xúc xích nha, bố làm nhiều xúc xích. Đấy, cho con ăn. Ăn cơm này nhanh no, nó quá các bạn. Nếu các bạn thấy video của bố con mình hay, hãy cho bố con mình một đăng ký kênh để ủng hộ bố con mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào. Xin chào.